nếu như mà cái đoạn đường mà cấm dừng cấm đỗ, các bác tài người ta đỗ tạm một lúc thì người ta đá đèn như thế để tránh công an đến để phạt về các cái lỗi dừng đỗ. Cái này là mình không đậu, cái này là mình dừng. Tại vì mình vẫn ngồi trên xe và mình nổ máy xe, có nghĩa là mình dừng xe chứ không phải là mình đậu xe. Ví dụ như mình để xếp hay là cái gì á, khoảng 5-10 phút á. Đó, mình vô mình gửi có 20.000 thì nó cũng hơi cao quá. Còn mấy cái bãi giữ xe mà của dịch vụ công ích á thì giá rẻ nhưng mà nó nhỏ xíu, hết chỗ nhanh lắm. Tăng cấm dừng cấm đậu cũng đúng thôi, nhưng mà cũng phải cho một số tuyến đường là để cho xe, cho tài xế đậu xe được hay là có thu phí được. Còn bây giờ mà có cái cấm đồng, cấm dừng đậu hoài quá trời được tuyến đường mà không có cho nào thu phí nhiều thì tài xế mới chịu đậu đâu. Đi kiếm một bãi đỗ xe chạy lòng vòng có những chỗ không có, rất vất vả cho những tài xế lái xe. Hiện nay ở trong trung tâm, nếu như mà chúng ta có một cái biện pháp nào hoặc là tìm các cái bãi đỗ xe nó đều dài đều trong trung tâm để giúp đỡ cho các bác tài thì đó là một cái niềm hạnh phúc cho những người tài xế.